Sáng ngày 25 tháng 7, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Tân Hân cho biết, đoàn công tác của công an và các đơn vị liên quan đến gia đình các nạn nhân thăm viếng và đồng viên và để làm rõ nguyên nhân ba phụ nữ tử vong sau hai ngày nhậu liên tiếp. Trước đó, ngày 20 tháng 7, bà M.T.M., 54 tuổi, tổ chức nhậu tại nhà ở ấp Tân Hiệp cùng N.T.L., 37 tuổi, D.T.L., 44 tuổi và ba người đàn ông khác, trong thời gian từ 19 giờ đến 23 giờ, đến hôm sau, 6 người tiếp tục tổ chức nhậu tại nhà bà M từ 9 giờ đến 13 giờ. Đến khoảng 21 giờ ngày 22 tháng 7, bà M, NTL và DTL có triệu chứng nôn ói, mệt, khó thở nên được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên bà M đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau đó vài giờ, chị NTL và DTL cũng tử vong tại bệnh viện. Riêng ba người đàn ông nhậu chung thì sức khỏe bình thường không có triệu chứng. Gia đình nhận định các nạn nhân tử vong do bị ngộ độc nên không yêu cầu khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân và tự tổ chức mai táng. Một lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Tân Hưng nói và cho biết các nạn nhân là hàng xóm. Đại tá Nguyễn Văn Minh, trưởng công an huyện Cái Nước cho biết, gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên cũng khó khăn trong việc xác định nguyên nhân tử vong tuy nhiên lực lượng cũng đang tiếp tục triển khai các phương pháp khác để xác định nguyên nhân chính xác